Vì sao vua Lê Nhân Tông tài đức, thương dân nhưng vẫn phải chết thảm khi vừa 18 tuổi? Cái chết của vị vua hiền đức Lê Nhân Tông và thân mẫu trong chính biến năm 1459 khiến các quan văn võ nuốt hận ngầm đau, trăm họ xót thương than trách bất công, khi phải để người tốt phải chịu tang thương ai oán. Nhưng đây cũng có thể là một kết cục khó tránh khỏi của nhân quả tất báo. Một đấng minh quân tài đức vẹn toàn vua Lê Nhân Tông, Lê Bang Cờ là vị hoàng đế thứ ba của nhà hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì trong vòng 17 năm. Từ năm 1442, sau khi vua Lê Thái Tông qua đời, sử sách mô tả Lê Nhân Tông là vị hoàng đế đức độ, coi trọng nho học, không đam mê tự sắc và biết nghe can gián. Nước Đại Việt dưới thời trị vì của ông đã giữ được sự ổn định cao, kinh tế và giáo dục có sự đổi mới mạnh mẽ, đường xá cầu cống được xây mới, nông nghiệp phát triển dưới thời trị vì của ông đại quân của nhà lê đánh bại vua chiêm bí cai và sáp nhập xứ bồn mang vào đại việt mở mang bờ cõi vua giảm sưu thế ban thưởng cho công thần tiêu diệt thảo khấu loạn đảng bình định ngoại bang khiến triều thần kính nể nhân dân no ấm đất nước phồn vinh ông còn độ lượng với các công thần khai quốc có tội bị xử tử trước đây ra nhiều chiếu chỉ tuyên dương công lao của họ hoặc trả lại của cải trụng đất cho con cháu họ. Tuy nhiên, ông vẫn chưa minh oan được cho vụ án quan sai thảm khốc của Nguyễn Trãi. Có thể nói Lê Nhân Tông là một trong những vị minh quân hiếm có trong lịch sử phong kiến Việt Nam, ông tài đức vẹn toàn và rất được lòng dân. Tuy nhiên, vị vua nhân đức này lại bị chính anh cùng cha khác mẹ của mình là lạng sơn vương lê nghi dân sát hại trong binh chiến đoạt ngôi năm một bốn trăm năm mươi chín khiến bá quan và dân chúng không khỏi xót thương bản tháng ngày ba tháng mười năm kỷ mão tức ngày hai mươi tám tháng mười năm một bốn trăm năm mươi chín nghi dân mua chuộc được cấm vệ quân đang đêm cùng cái thủ hạ bắt than vào tận trong cung cấm giết nhân tòng hôm sau hoàng thái hậu cũng bị hại lúc đó bà ba mươi tám tuổi nhìn bề mặt đây là một sự vụ tranh quyền đoạt vị huynh đệ tương tàn cũng quả là một sự việc bất công một sự việc khiến người ta cảm thấy trời cao không có mắt nhưng suy xét kỹ hơn sự việc này không thực sự như vậy nó rất có thể là chuyện nhân quả báo ứng từ vụ án lệ chi viên tạm án lệ chi viên lệ chi viên là vụ án oan nổi tiếng lịch sử liên quan đến việc phụ hoàng của Lê Nhân Tông là Lê Thái Tông đột ngột qua đời vào năm 1442 tại nhà đại thần Nguyễn Trãi ở Lệ Chi Viên khi mới 20 tuổi. Ngày 27 tháng 7 âm lịch năm 1442, vua Thái Tông đi tuần về miền Đông, diệt quân ở thành Chí Linh, Nguyễn Trãi mời vua ngự ở chùa Côn Sơn. Đến ngày 4 tháng 8 âm lịch, vua đi chơi ở Lệ Chi Viên, vườn vải, xã đại lại ven sông thiên đức thì bất ngờ băng hà ngay lập tức nguyễn trãi và vợ là nguyễn thị lộ bị vu cáo tội giết vua phải tru di tam tộc về sau này vua lê thánh tông đã đứng ra minh oan cho nguyễn trãi và chính sử ghi nhận cái chết của vua lê thái tông là do đột tử nhưng một số nhà nghiên cứu cho rằng một vị vua tuổi đời còn rất trẻ trước đó còn thân chinh đi đánh dẹp lân bang có thể trúng gió đột tử là rất không hợp lý. Đây rõ ràng hơn là một âm mưu ám sát. Giả sử ghi lại rằng, trước khi mất, vua Lê Thái Tông đã trút ngôi thái tử Lê Nghi Dân do mẹ ông là Dương Phi Kiều Căng, không giữ phép tắc để phong cho ban cơ con của bà Phi Nguyễn Thị Anh lên làm thái tử. Thời điểm này, một bà Phi khác là Ngô Thị Ngọc Giao, mẹ vua Lê Thánh Tông mang thai, Nguyễn Thị Anh đã tìm cách hãm hại khiến cho bà Ngọc Giao bị giam ở lãnh cung. Tuy nhiên, Nguyễn Trãi và hiền thê Nguyễn Thị Lộ lại hết lòng bảo vệ, xin vua tha cho bà Ngô Thị Ngọc Giao. Cùng với hiền thê của mình, Nguyễn Trãi đã đưa cho bà Ngọc Giao tá túc tại chùa Huy Văn, nay ở đường chùa Bọc, Hà Nội, và hạ sinh hoàng tử Tư Thành ở đây vào ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất, dương lịch ngày 24 tháng 8 năm 1442. Sau đó Nguyễn Trãi thu xếp mẹ con bà Ngọc Giao ra trú ở vùng An Bang, nay là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, nơi ông trị nhậm với cương vị ngự sử Đông Bắc Đạo. Việc làm của Nguyễn Trãi khiến ông trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Hơn nữa lúc bấy giờ có nhiều lời đồn đại rằng Ban Cơ không phải là con của vua Thái Tông vì thời gian từ khi Nguyễn Thị Anh vào cung đến khi hạ sinh Ban Cơ chỉ có 6 tháng các nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm được cuốn gia phả họ đinh là ngọc phả họ đinh của thái sư đinh liệt trong có chép bài thơ nói về chuyện này dịch nghĩa là nhung tân lục cá nguyệt khai hoa bất thức hà nhân chủng bảo đa chủ khảo tống khai vi linh dược cựu binh tân tửu thịnh y khoa nhung tân đọc là nhân tông tức ý chỉ Thái tử Ban Cơ, thịnh y, tức là Thị Anh. Tất nhiên, đây chỉ là giải nghĩa phiên âm sang tiếng Việt, còn cách đọc chính xác phải là phát âm tiếng Hán. Bài thơ trên được dịch như sau. Nhân tông sáu tháng đã ra hoa, dòng máu ai đây, quý báo à. Nếp bóng Thái tông, làm linh dược, Thị Anh dùng ngón, đổi dòng cha. Việc này ngoài vợ chồng Nguyễn Trãi, Đinh Phúc và Đinh Thắng, còn có vài đại thần khác có thể đã biết, như Thái sư Đinh Liệt, Thái úy Trịnh Lê Khả và con là Trịnh Lê Quát, Tư Khấu Trịnh Khắc Phục và con là Phò Mã Đông Ý Trịnh Bá Nhai. Có thể vì nguyên nhân đó mà trở thành mầm móng tai vạ sau này cho Nguyễn Trãi và gia tộc của ông. Khi nhà vua Lê Thái Tông đi tuần miền Đông, diệt binh ở thành chí linh nguyễn trãi đón vua về ngự ở côn sơn nguyễn thị anh lo sợ nguyễn trãi sẽ tiết lộ chuyện động trời với vua lê thái tông gốc ghét của thái tử bị tiết lộ khiến cho con mất ngôi báo bản thân và gia tộc phải chịu tội đại hình nên nguyễn thị anh cấp tâm tìm cách giết vua lê thái tông để đổ oan cho nguyễn trãi một mũi tên trúng nhiều mục đích diệt trừ hậu họa đoạt ngôi báo cho con và giành lấy quyền lực nhiếp chính do thái tử chưa đầy 2 tuổi. Nhân quả tức có báo ứng. Nếu những gì giả sử ghi chép là chính xác, ở lăng kính của luật nhân quả nhà Phật thì cái chết của vua Lê Nhân Tông là nghiệp quả luân báo. Khó có thể tránh khỏi. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Anh vì muốn giữ vương vị cho con trai và quyền lực cho bản thân mà rấp tâm giết chồng, sát hại trung thần. Còn khiến thân nhân quyến thuộc ba đời nhà Nguyễn Trãi chịu án quan sai thảm khốc. Ác nghiệp đó quả thực lớn vô biên, không sớm thì muộn cũng sẽ nhận báo ứng. Và quả thực, 17 năm sau, cả hai mẹ con đều bị sát hại một cách tàn độc trong nội cung. Dù vua Lê Nhân Tông Hiền Đức thương dân, nhưng nhân quả tất báo, có nợ ắt phải hoàn trả. Chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà trách thiên địa, thần Phật, công minh, tuyệt đối không thiên vị. Đó là quy luật của đất trời. Những chuyện nhân quả báo ứng như trên trong suốt chiều dài lịch sử nhiều không tính đếm. Bài học xưa, người Do Thái thông minh, chăm chỉ, nhưng vì trách tâm hãm hại Chúa Giêsu phải chịu cảnh bị đóng đinh trên thập tự giá mà chịu cảnh lưu bạc suốt hơn 2.000 năm. Thời Thế chiến thứ hai còn bị Hitler thảm sát, mãi tới năm 1947 mới có được một mảnh đất an cư. Huyền biến TV Kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.